vậy thôi. Bự thì mình để ngoài, còn cái nhỏ mình thọc ở trong.
mà một đi coi 60 cái lợp, 20 cái lợp là một cái lợp là 3 cái là 3 nhân 20 là 60 cây. Là phải 60 cây, tầm 60 cây tiền hao nó khi nó gãy nó bị mớp nữa đó cả. Lợp này không có màu thiệt nhưng mà mình phải tốn công một chút. Mình cưa gì nó không bị tét. Mà nó ăn cỏ giống như con bò rồi tại bé ơi thử. À, mình có nghe người mấy chú đồ nói là do con chó nó thiếu cái chất gao hay là cỏ này kia thiếu chất đó đó nên nó phải ăn vậy đó cho nó có chất. Thì nó mới dính là trong quy trình nó cũng hơi lâu à.
không có gấp được. Cái này đặt lợp không mồi là mình giống như mình lấy con cá sặc, con cá rô làm mồi cho những con cá đó, hoặc là con rắn, con lươn đó. Thôi về cả nhà, đợi năm mấy ngày nó đi tích. Sinh tồn hôm nay mấy ngày rồi đó, rồi nên không có không, rồi nên hơi trễ. Hôm nay để mình đi thăm cái nhà cũng khoảng 10 ngày đó, không biết nó còn cái lợp không nữa. Thấy gầu quá. Thôi đi cái rồi. Đặt hôm nay để cả 10 ngày nên nó bít mất tiêu, đào cỏ nó lên bít luôn, mất tiêu luôn rồi, giờ nhìn không ra luôn. Để coi đâu rồi. Cái trường hay không im. Cái lầu kén. Trời chỗ luôn. Dính trên dính con cá lầu kén. Hôm nay lâu quá gông kêu rồi nó bám theo cái lợp, nhìn nó cũ thì luôn. Cái lợp mới là lợp cũ luôn mà nó không dính luôn, là hiểu luôn rồi. Thôi không sượt rồi. Giờ chỗ thất bại rồi. Cái chứ kỳ. Giờ mỗi lần mà lại nhìn cái lợp là cũng phải nhìn chăm chú một buổi mới nhìn ra. Cái nhà nhìn viết chỗ nào cả nhà, chứ mình nhìn là mình thấy. Nói chung là mình đặt mà mình còn không nhớ nữa. Mình nhớ mày mày rồi, khúc này hình bư ra thôi chứ sao vậy? Tại lâu quá. Ý. Bữa hổm là mình đặt nước nó hơi lớn. Lâu rồi. Đây, thấy rồi. Nó nằm ở đây nè. Bút hết trơn luôn. Nhìn thấy cái đuôi lợp rồi. Ở đây vừa có rắn, ở đây vừa có
trời. Đó, chín cá chuồng nồi nữa. Ê. Cái cũng có. Ê, được con cá lóc hộp. Nè cá lóc hộp nè. Nó nhảy sừ cái mỏ luôn nè. Nó nhảy kiếm đường nó trốn nè. Nó sừ mỏ hết trơn. Ba bốn con chuồng nồi được hai cá rô đồng. Hai chương phải dính gì cũng đỡ. Dính cái kia thấy nhìn thấy quê quê rồi đó cả nhà. Thôi kệ gì cũng được rồi. Quên nữa, nãy quên múc miếng nước để vô cho cá sống. Đặt mà tới nổi cái lò bích cái lợp luôn, mất tiêu luôn. Mấy cây này nó cũng đóng gông đóng ghêu luôn. Đủ như vậy luôn. Mà theo mình biết nếu mà để 10 ngày là dính nhiều lắm, mà dốt cột dính bao nhiêu là ít rồi. Cái này để càng lâu nó, để càng lâu nó càng càng dính nhiều á. Tại vì nó cũ cái lợp lại á. Dở có cái lợp không mà thở heo luôn. Nó không mập lắm. Ê, còn có sạc nữa nè. Nó vô đó, nó ăn con cá sạc rồi nè, con cá rô nè. Rồi còn con cá lóc, con cá chê rồi đó, rắn lươn rồi đó là nó ăn con cá này lại. Biết bao lâu luôn, nó dính nhiều là ít rồi. Theo mình nghĩ là hôm nay mưa nhiều nữa. Mưa liên tục luôn, vậy mà dính nhiều là ít rồi. Quên số quân luôn. Ăn có nhiêu quên nữa. Chưa già mà quên nữa, già rồi. Quên số quân rồi.
có rồi nè. Trời ơi, kiếm hiểu luôn. Mày kiếm nếu mà nó có cá chắc cũng chết luôn quá. Nó ngà, nó mò, nó mọc như vậy nè. Để mình kiếm thấy bà nội luôn. Kiếm giống như là đi kiếm vàng vậy đó. Trời ơi, cá mà kiếm chết luôn, nó ghen thì để luôn. Xình luôn. Tại vì biết không, cái này lên thôi nữa, không đặt đây nữa. Biết không cả nhà, tao muốn nó mau lên quá à. Đặt nay 10 ngày mà quýt mất tiêu luôn. Xíu mà mất luôn cái lợp này rồi. Trời ơi, có con nó kém mấy mất cái lợp luôn. Con mà con chết nữa. Dính con cá sặc. Hôm nay vậy là con cá lồ kiến chết lâu lắm rồi. Dính được con cá sặc với con cá lồ kiến. Nè. Đây, chỗ khác nha. Muốn không đặt đây nữa, đặt đây chưa gì do muốn bích hết trơn. Làm giống như là mình cái gì nó mua này. Kinh nghiệm rồi nữa thì sao, chắc mình đi thăm sớm thăm trễ gì mình mất giống chân mình không nhớ cái lợp không.
không đặt đây lên. Im. Thấy chỗ mà im nó cũng không im. Cái lóc gì nó bự thì sao luôn. Có bự bay lớn à. Bự ghê không? Bự bằng ngón tay luôn, mũi chết rồi nè. Mũi chết không tha mà luôn. Trời ơi, liền vô không nghe tiếng động luôn. Thôi, chạy chỗ này luôn. Chưa ăn được nhiều cá mà thấy chợ mũi đi. Ngồi đó không được con nào luôn, khỏi ăn luôn cho đừng con cá. Đây. Hôm nay là tập lập khỏi con này mũi luôn. Cắn ngàn cổ không? Thank you.
Vinh mấy cái sạch thấy gì đang nặng tướng vô mắm rồi. Hai người gùa hô kệ. Hả? Chính được mấy cái sạch. Giá xương luôn rồi. Trời ơi. Cá lóc cái gì nó giá xương luôn rồi. Trời ơi, cá lóc. Thành nấm luôn rồi. Đây nè, dầu vịnh đầu là biết đầu con cá lóc rồi nè. Trời ơi. Cá lóc giá xương luôn cả nhà ơi. Đầu cá ốc chà bá luôn nè, gã xương luôn, gã phải thi luôn nè. Ngộ cái cá này bụi lắm.
hai con luôn. Chỉ là chết hai con luôn. Chết hai con cá lóc luôn. Đây cái đầu đó hả? Ồ, gã xương luôn à. Được hai cá lóc với một con cá bí. Ồ, nó thôi. Được có nhiều cá mà cũng chết. Đó, thấy quặng nhiều mà mình chà bá luôn chứ con trứng hai con nhỏ nó thiếu à. Lên tức là trên thờ nó thối quá luôn. Tại vì sao nó cái này đâu làm gì nó chết là cái 5-7 ngày trước á nó thối vậy. Mướp này ghẻ quá trời bị bỏ bị thắt luôn bà con nông dân quá những cái trồng bị thất mùa chứ mừng tiền nói chung giờ nhổ vậy trơn cũng cũng quá còn cơm lợp về luôn cả nhà ơi không im mà dính đất quá không im em về luôn nước nó ngon vậy. Ngoài chợ làm gì bán được cái mướp non như vậy, tại vì này là để như là bỏ nhiều lắm rồi giờ mình không có thấy hết rồi đó, thành quá rồi cả nhà ơi. Đây rồi chợ có mấy con, có mấy con nữa nha, lọt khọt không khọt không à, chả không ngon nữa. Được có mấy nha. Chê mấy cái sạc với mấy cái lóc tọt, mấy cái lóc không bự nữa, cái cây luôn nữa, lóc cọt cọt không mà cái lóc vừa vừa không mà không ngồi bự chứ kìa, mấy cái gô thất bại. Con buồn qua 4 ngày rồi, để giờ làm cái gì làm cả ngày, cuốn gấu về quê cắm câu luôn. Cắm bây giờ đặt lợp bóng sông cắm câu luôn rồi cả nhà ơi. Hôm nay ít xỉu à. Thôi về cả nhà ơi, có nhiêu làm nhiêu được mấy cái mướp để coi mình nghiên cứu coi mình làm món gì. Bữa hổm ăn vịt, bữa nay mắc vịt thiệt rồi. Ừ, dạ. Bạn nào mình nấu gạo đó. Mình thích ăn khô. Nấu cái này là ăn tới chiều tới tối luôn đó. Nấu cho nó khá khá là ăn. Nhiều bữa nay cá nó không nhiều nhưng mà cũng đủ để kho nồi hơi bị biết. Gạo 504 á. Nó khô. Mình thích ăn gạo khô. Gạo này bữa hổm mình nấu cơm lam nè cả nhà, cũng gạo này luôn nè. Nói chung là mình thích ăn khô nên mình nấu cơm lam cũng khô, mà mình nghe nói là nấu cơm lam là phải gạo mềm, gạo dẻo, gạo thơm. Hoặc là nếp. Mà mình nấu bằng gạo 504 luôn nhưng mà nó vẫn ngon. Xìa, hên quá. Lần đầu tiên nấu mà công việc này là quý lắm rồi. Lúc giờ là Hiếu Huế nấu cơm bằng nồi đất. Nói chung nồi đất, nồi thường tùm lum cho đó. Mà giờ bây giờ mình cũng nấu bằng cái nồi đó. Nồi này là nồi cái kiểu nồi nhôm bình thường thôi, cũng nồi nhôm thôi. Mà làm kiểu cho nó đẹp xinh xinh đó.
con cháy dữ dằn luôn. Đang đứng nhà chợ hai xanh nè. Kêu người ta ra rước đi. Kêu người ta ra rước đi. Mình sẽ đem đường cá nhiều, có nhiều mình đem quất hết, còn mấy giá sặc chừa lại. Nhiều thì mình phải nêm nhiều nha cả nhà, không nêm ít nó không ngon đó. Ớt cho thơm. Đó, cho nó đậm đà. Quan trọng nó thơm nó ngon. Tiêu. Mắm. Nước mắm mình có cái màu đỏ rồi. Nên mình khỏi cần ướp nước màu. Giờ cơm chín rồi nha. Mình để nãy giờ khoảng 10 phút, 15 phút rồi bắt đầu nhắc xuống để cho nó chín. Giờ mình kho cá. Cái nồi này để dành nấu cơm còn đi. Cái nồi này bự và vừa không cần. Cá sặc bướm mà sặc trắng á, có trứng đảo à. Mấy cá lóc khọt khọt nè cả nhà, cá lóc nhỏ xíu mà nó cũng có trứng nữa. Mấy cá lóc khọt bữa nay mình đem kho ăn này cho nó thật đã luôn. Nứt con cá vậy mới ngon nè, nó nứt rồi đó, thấy không, mới con bề mà nó đã nứt rồi. Còn này cá lóc kho, cá lóc kho nó mặn mặn không, ngon quá. Thank you.
mấy cái lóc bự với mấy cái sạch. Cả nhà ơi, đỏ mướp hôm nay mình làm lạ lạ đi, để nấu canh hoài cũng vậy, bữa nay mình không ở đi không em. Thấy xịn quá ta. Wow, ơi. Nó non nớt luôn. Ồ, ngon quá. Từ bước vậy mới ngon nữa nha, chứ không có gấp. Để xíu nước mắm thôi nha, xíu thôi, tại vì dầu hào nó đã có sẵn cái hơi mặn mặn ngọt ngọt rồi. Ngon quá. Cái này mình không có cần đậy nắp nha. Cái này nó dễ chín lắm. Tiêu lên. Cơm nó bung ra từ hộp từ hộp. Mời cả nhà, cả nhà. Wow, nhìn thấy kẹt quá. Con cá nó bùi á, mình đẩy hầm đó. Bùi con cá gì đâu, mềm. Thơm mùi ớt hiểm ha. Thơm mùi nước mắm đường à. Cá này nó ngon quá nữa nè, tại vì giống như là con cá lồng á, nó thịt nó cứng, là mình khi kho là mình phải chịu khó mình đậy nắp, nó chín tới đồ nó, nên cá nó sẽ không có nó rốt, là nó không âm âm nó ngon. Để ớt cho có màu á,
con gà nước ớt đó, cho chứ nó không có cay cả rồi. The à. Đút tiêu vô. Ăn thơm. Cắm chuối chát còn gì bằng hết. Còn mướp này mình mót rồi à. Đắp hương, nước hương nỉa thơm trời đất luôn. Cả nhà ơi, mình ăn nó hơi mặn chút, tại vì ở vườn mình làm nặng á, như mình vác gạo đi bán rồi vác thùng nước, nước thùng nè, thùng 20 kg, đằng kia mình vác nặng á, rồi nó 2 kg. Mình ăn hơi nhiều nữa nha, đừng tưởng đi. Nó chứ tại vì ăn nhiều nó có sức nó mới làm công chuyện được, nặng đồ chứ yếu sao làm nổi. Của mình là giác gạo rồi bán kia nữa. Rồi chú ấy cũng xin chúc cả nhà của mình buổi trưa cùng gia đình và người thân vui vẻ nha. Chúc cả nhà ngày mới tốt lành nha.